Hello các bác, nghe nói game này chỉ cần farm quái là rơi toàn đồ xịn, để test xem thế nào. Hai, đúng là quảng cáo, tưởng gì chỉ rơi một đồ bình thường mà thôi. Tiếp đến bãi tiếp theo xem thế nào. Được thêm vài ba món đồ, cũng ok đấy, đặt hết niềm tin vào bãi tiếp theo nè. Ôi ôi, nhiều đồ quá, lại toàn đồ hoàng kim môn phái, game này đúng là phê chữ E kéo dài. Chiến game thôi các bác ơi. Thank you.
Thank you.
nhóm Zalo mới của các bà chị 35 đến 65 tuổi vào đây tha hồ xem ảnh và clip, lại còn được hẹn gặp bên ngoài nữa. Thank you.
Bob, you're a bum. I know. What?